Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bách Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem video trực tiếp. Mình có một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bách Tràng. Tại đây các bạn có thể tìm thấy rất nhiều video mình đã làm chi tiết nhất để giới thiệu về những sản phẩm để giúp các bạn có thể hiểu về bản chất của sản phẩm một cách rõ nhất. Hôm nay thì mình xin phép làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn một cặp bình sứ họa tiết màu lam men khử rất là đẹp, được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Với cái mẫu vẽ của sản phẩm này là cổ đồ, đây là một cặp bình vẽ cổ đồ nhé, màu lam. Các bác nào mà thích cái dòng sứ lam của Bát Tràng thì đây là một sản phẩm các bạn nên để ý. Cái cách vẽ cổ đồ này dành cho những ai thích sự đơn giản nhất, không quá cầu kỳ nhiều họa tiết ở trên cái họa sản phẩm. Các bạn có thể quan sát nhé, toàn bộ phần nền là trắng tất này, nổi bật là cái mặt chính của sản phẩm là những cái món cổ đồ này. Đấy, các bạn nhìn cái sứ của nó thì đẹp, sứ phải nói là đẹp, trắng muốt, men sáng bóng. Đấy, cổ đồ đấy nhé, các bạn nhìn nhé. Nếu như mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Mình sẽ đo kích thước của sản phẩm này. Chiều cao của sản phẩm là 42, miệng là 16, đường kính bụng của sản phẩm là khoảng 17 cm. Đây, mình sẽ nâng ở dưới đáy lên nhé. Đây, dưới đáy là giả cổ này, triện logo nhé, vẽ theo cái form kiểu giả cổ. Các bạn nếu mà thích cái sản phẩm này mà thích logo của Bát Tràng thì chúng tôi cũng làm được logo của Bát Tràng, nhưng mà đây là đang vẽ theo kiểu giả cổ, vì vậy chúng tôi sẽ phải kể cả cái triện đáy chúng tôi cũng phải làm theo cái form cổ. Đấy, men đẹp chưa, đẹp. Họa tiết thì vẽ tay, âm thanh các bạn nghe nhé. Cái hàng sứ trắng cao cấp thì âm thanh thì mới đanh như này được, không phải là cái sứ nào nó âm thanh nó cũng đanh được như này nhé. Cái sản phẩm này thì nung ở nhiệt độ 1280 độ C để ra được cái chất sứ đẹp như này. Giá của một cặp này là 2 triệu một cặp, chưa có phí vận chuyển gì cả, 2 triệu một cặp nhé. Các bạn nếu như mà quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Các bạn mà cần bất kỳ một cái sản phẩm nào của gốm sứ Bát Tràng, các bạn chỉ cần liên hệ qua số điện thoại đang đặt trên video, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn bất kỳ một cái sản phẩm nào như đồ thờ, bình phong thủy, bát đĩa, ấm chén, nói chung là tất cả những cái gì Bát Tràng có chúng tôi đều có. Rồi, ok, hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn một cái cặp bình vẽ cổ đồ đẹp chưa. Các bạn nhìn họa tiết này, vẽ nét vẽ mềm này, màu sắc nó đậm, cái màu lam của nó đậm nhá, cái pha màu này không phải ai cũng pha được để nó ra được cái màu đẹp đấy nhá. Các bạn lưu ý cái này nó vẽ tay, nó không như cái hàng ở ví dụ như ngoài chợ có mấy chục nghìn hoặc là mấy trăm nghìn một cặp, hơn trăm hai trăm nghìn một cặp đâu. Hàng này đẹp hơn rất nhiều, các bạn nhìn cái men của nó bóng sáng chưa. Đấy, và chúng tôi ship hàng toàn quốc nhá. Ok, nếu như mà các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và nhấn cái nút chuông để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Các bạn theo dõi kênh của mình còn rất nhiều những cái sản phẩm đẹp nữa. Ok, xin chào mọi người.